Quan hệ hải quan doanh nghiệp là trụ cột trong tiêu chuẩn hải quan thế giới. Theo đó, chú trọng việc xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia phản biện xã hội đối với các chính sách, văn bản pháp luật, quy trình thủ tục hải quan. Khi có những cái vấn đề nảy sinh, phát sinh vướng mắc trong cái quá trình thực hiện pháp luật, thì hai bên đều có thể là tham vấn với nhau để làm thế nào để một là kiến nghị để thay đổi những cái chính sách, những cái thủ tục mà không còn phù hợp với thực tế. Hai là có thể là trong cái khuôn khổ của pháp luật làm thế nào để giải quyết được những cái tình huống phát sinh mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa cái nguyên vật liệu hoặc là đưa cái hàng hóa của mình vào lưu thông sản xuất một cách nhanh nhất và có thể giải quyết về sau. Chứ trước kia mình không có tham vấn này là chung phải chờ đợi mà phải đưa lên rất là lâu, đưa lên dụ kiến nghị rất là lâu. Bây giờ có thể có tham vấn này rồi thì sau này các doanh nghiệp nên có ý kiến gì với các hiệp hội, các tỉnh đều có hết. Người ta tập kết vào và tập trung vào để người ta là giải quyết cho vấn đề nhanh hơn. Trước đây, công tác tham vấn hải quan doanh nghiệp được nhận xét là còn khá khiêm tốn và chưa bài bản, vẫn diễn ra chủ yếu dưới hình thức lấy ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật. Ngành hải quan chưa có đầu mối cụ thể đảm nhiệm công việc ở các cấp nên nguồn lực triển khai phân tán. Kết quả tham vấn chưa được phản hồi một cách kịp thời và đầy đủ cho các bên liên quan. Những vấn đề này đến nay đã có cách khắc phục. Có thể khẳng định rằng là trong cái tham vấn thì cái phản hồi và cái trả lời phản hồi cũng như xử lý cái kết quả phản hồi là cái điều rất là quan trọng. Nó quyết định đến cái việc có thành công hay không thông qua một cái cuộc tham vấn. Chính vì vậy mà chúng tôi coi trọng cái việc xử lý những cái phản hồi của doanh nghiệp. Ở từ tổng cục thì chúng tôi có nhóm công tác, ở dưới cục thì có tổ tư vấn và đến tận chi cục cũng thành lập ra các cái cán bộ trực tiếp sẽ xử lý và giải đáp ngay những cái phản hồi. Và cái quan trọng nhất đó là phải có những cái báo cáo từ chi cục, từ cục về những cái phản hồi của doanh nghiệp trong những cái vấn đề về tham vấn, xây dựng chính sách. Theo đó, Hải quan Việt Nam đã đưa ra những phương hướng nhằm đẩy mạnh cơ chế tham vấn bằng việc đưa hoạt động tham vấn thành hoạt động thường xuyên của cơ quan hải quan các cấp, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tham gia vào hoạt động tham vấn, phát huy thế mạnh của công tác tham vấn như một diễn đàn, một kênh thông tin tin cậy để các bên cùng tìm kiếm giải pháp và tiếng nói chung cho các vấn đề của cơ quan hải quan và doanh nghiệp.